Recording complete. Các con ngồi dưới không? Mẹ ngồi dưới không nhé. Ngồi dưới này cho rộng. Nhanh. Đây. Xuống dưới ngồi cho mát thì ngồi. Nào. Đi à. Đi nha. Em đi nhá. Mẹ mẹ đi biển à? Mẹ chị không muốn đi tắm biển mà. Con ra sau ngồi thì nắng lắm. Ra sau ngồi, lấy con cầm quạt ra sau ngồi với ông. Đi. Cầm quạt ra sau ngồi với ông. Ngồi xuống con đây. Ngồi với ông mấy lần rồi. Ngồi mấy lần ngồi không mát. Ngồi rất nóng. Mai không ngồi, mai ngồi nhà ông. Đúng vậy. Mai ngồi cô nằm. Đấy, người đấy là không không ngắn. Khu vực 9. À, người bên đấy là cái khu vực 9. Tí đi đường đấy thì chè. Đem cơm rồi chị. Nay đem cơm. Hôm qua không được ăn cơm. Hôm qua nó ăn cơm hả? À, đúng rồi, không ăn cơm. À, đây đây, mua vàng đây. Vàng? Không có. Thế sao được? Ồ, đây, ném vào đây. Mua vàng bỏ gì? Bỏ chứ vào nhà em mua vàng gì? Đây hả? Hay chờ đi. Đó, nhưng mà điện thoại em đây rất... Muôn mẹ cái thằng này. Đây gọi cho chị. Đứng trên cầu à? Em gọi sao được vậy? Đây, ném xuống đây này, ném xuống đây thôi. Ném thôi cũng được. Hay thôi. Thôi đi. An sang cho ấy. Đưa cho cái link. Ờ. Nhưng mà chị có về đường đấy không? Thế mua này của ai cũng biết. Mua ở Châu. Lên bới bới đi không thấy. Kia hải đăng kia xa mãi kia. Xa phết. Hải đăng nó lại nhô cát ra. Tám giờ không một.